A-la-hán là tiếng Phạn, cũng có ba ý nghĩa như tỳ kheo. Tỳ kheo tức là nhân của A-la-hán, A-la-hán tức là quả của tỳ kheo. Một, ứng cúng. Lúc tại nhân địa thì tỳ kheo là khất sĩ, tại quả địa thì A-la-hán là ứng cúng, tức là xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của trời người. Cũng gọi là cúng ứng, tức là đi cúng dường những tỳ kheo khác. Lúc Đức Phật còn ở đời thì tất cả tỳ kheo đều cúng dường Đức Phật. Nhưng có một lần nọ, Đức Phật biến thành một đạo nhân, chuyển sự cúng dường đến tất cả các vị tỳ kheo, cho nên gọi là cúng ứng. 2. Sát tặc. Giết tặc vô minh, tặc phiền não, tặc mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu tên tặc. A-la-hán hoàn toàn tiêu diệt, giết sạch hết những tên tặc này. Chẳng những giết tặc mà cũng giết chẳng phải tặc. Thế nào là chẳng phải tặc cũng giết? Vì những thứ đó hàng tiểu thừa nhận rằng chẳng phải tặc, nhưng tại Phật và Bồ Tát nhìn lại thì cũng đều là tặc, cho nên chẳng phải tặc cũng phải giết. 3. Vô sinh. Chứng được tứ quả A-la-hán thì ngộ vô sinh pháp nhẫn. Ở trong 3.000 đại thiên thế giới chẳng thấy có chút pháp sinh, cũng chẳng thấy có chút pháp diệt. Cảnh giới này nói chẳng ra, giảng chẳng được, nhưng chỉ có thể nhẫn thọ nơi tâm, cho nên gọi là vô sinh pháp nhẫn. A-la-hán có 4 bậc: sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Sơ quả A-la-hán còn gọi là quả Tu Đà Hoàn, là bước đầu tiên của A-la-hán. Chứng được sơ quả A-la-hán thì sinh tử vẫn chưa dứt, cho nên gọi là kiến đạo vị, tức bậc thấy đạo. Tu Đà Hoàn là tiếng Phạn, dịch là nhập lưu, nhập vào dòng thánh nhân pháp tính, ngược dòng phàm phu sáu trần. Sáu trần tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc trần, người chứng được sơ quả chẳng nhập vào sáu trần. Bậc ấy có một thứ định lực, bất cứ sắc đẹp nào ở trước mắt cũng chẳng động tâm. Thanh trần, một số người thích nghe tiếng âm nhạc ca khúc êm tai. Nhưng người chứng được sơ quả, bất cứ tiếng hay, dở, tốt xấu, thị phi cũng đều chẳng lay động, chẳng bị thanh trần lay chuyển, mà chuyển được thanh trần. Hương trần, con người thích ngửi hương thơm, nhưng mùi hôi thối thì khởi tâm chán ghét. Có tâm hoan hỷ và chán ghét thì có tâm thích ghét. Khởi tâm thích ghét thì bị hương trần lay chuyển. Vị trần, bình thường con người ăn vật ngon thì ham ăn nhiều, nhưng khi ăn đến vật không ngon thì không thích ăn, đó lại bị vị trần lay chuyển. Xúc trần, người bình phàm tham trước xúc giác, cho đến tham luyến tình ái giữa nam nữ không xả bỏ. Tham trước xúc chạm vàng bạc châu báu mỹ lệ nhỏ nhẵn, đó đều là nhìn chẳng xuyên thủng, không chuyển được xúc trần. Pháp trần, chấp trước vào đủ thứ pháp, đó tức là pháp trần. Sơ quả A-la-hán chẳng bị sáu trần ở trên lay chuyển, bậc ấy đạt đến cảnh giới này. Nếu có người nói họ tự chứng quả hoặc đắc đạo khai ngộ, phải chứng nghiệm họ có chân thật chăng, thì hãy làm cho họ một phần thức ăn ngon thượng hạng và một phần thức ăn khó ăn nhất, xem thử họ chọn món nào. Nhưng đừng cho họ biết bạn đang thử họ. Nếu họ biết được thì họ sẽ chuyên ăn món thức ăn khó ăn, cũng là bị hương vị trần lay chuyển. Đây tức là tạo tác, đeo mặt giả để lường gạt người. Vì chẳng bị vị trần lay chuyển thì dù một chút phân biệt lựa chọn cũng chẳng có, ngon dở đều ăn, đó mới có thể chứng minh người tu hành có một chút công phu. Cho nên chứng được sơ quả thánh nhân thì phải có chứng cứ, chẳng phải ai cũng có thể nói mình đã chứng quả khai ngộ. Nhị quả A-la-hán còn gọi là quả Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm là tiếng Phạn, dịch là Nhất Lai,
Nếu như không hướng về trước tu hành, thì vẫn còn phải một lần sinh lên cõi trời, một lần sinh xuống nhân gian. Cho nên, nhị quả là quả nhất lai, sơ quả thì còn 7 lần thọ sinh tử. Tam quả A-la-hán, gọi là quả A-na-hàm, cũng là tiếng Phạn, dịch là bất lai, chẳng còn thọ sinh tử trong cõi dục nữa. Sơ quả là bậc thấy đạo, nhị quả và tam quả là bậc tu đạo, tứ quả là bậc vô học, không cần học nữa, đã chấm dứt sinh tử. Nhưng tứ quả chỉ đoạn được phần đoạn sinh tử, còn biến dịch sinh tử vẫn chưa đoạn trừ được. Bây giờ giải thích sơ lược về hai loại sinh tử. Một, phần đoạn sinh tử. Mỗi người đều có một phần thân hình của mình. Thân hình đó đều có sự phân biệt, mạng sống đều có sự giới hạn. Hai, biến dịch sinh tử. Ở trong tâm, niệm trước diệt thì niệm sau sinh. Niệm sau diệt thì niệm sau nữa lại sinh. Niệm niệm sinh diệt biến đổi không ngừng. Bồ Tát đã đoạn trừ được biến dịch sinh tử. Người chứng được tứ quả A-la-hán thì có thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn. Cảnh giới vi diệu khó tả. Người có ngũ nhãn lục thông lại có thể giọt thân lên hư không mà đi. Ngài có thể trên thân phun ra lửa, dưới thân phun ra nước. Trên thân phun ra nước, dưới thân phun ra lửa. Tóm lại, ở trong hư không, Ngài có 18 thần thông biến hóa. Vì tứ quả A-la-hán có thần thông, cho nên liệt vào một trong 4 bậc thánh của Phật giáo: Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn. Trước kia, có một vị A-la-hán dẫn theo một vị đệ tử mới thu nhận, cùng đi du hành. Vị đệ tử đó mang hành lý đi trên đường, bèn nghĩ: hành Bồ Tát Đạo là tối vô thượng, ta nhất định phải phát tâm tu Bồ Tát Đạo để độ tất cả chúng sinh. Vị đệ tử nghĩ như thế, thì vị A-la-hán lập tức biết được, bèn nghĩ: vị đệ tử hiện tại phát tâm Bồ Đề, mà ta chỉ là A-la-hán, ta phải mang hành lý. Do đó, bèn lấy hành lý từ vị đệ tử và mang trên vai. Đi được một đoạn đường, vị đệ tử lại nghĩ: Ngài Xá Lợi Phất vừa mới hành Bồ Tát Đạo, thì có người đến xin Ngài con mắt. Móc ra con mắt trái cho, thì người đó không muốn, còn nói không phải, nói là muốn con mắt bên phải. Ôi, Bồ Tát Đạo thật là khó hành khó nhẫn. Hay là ta không nên tu Bồ Tát Đạo, mà tu Pháp A-la-hán, làm tự liễu hán cho xong. Vị thầy A-la-hán lập tức biết được tâm niệm của đệ tử. Từ lớn lùi xuống nhỏ, cho nên đưa hành lý lại cho vị đệ tử mang. Vị đệ tử mang hành lý chưa được bao lâu, lại phát khởi lại tâm Bồ Tát. Vị A-la-hán biết, lại mang hành lý thế cho vị đệ tử. Cứ đưa qua lấy lại như vậy mấy lần, khiến cho vị đệ tử nghĩ rất là kỳ lạ, bèn hỏi: sư phụ, một lúc thì thầy mang hành lý, một lúc lại đưa cho con, bây giờ thầy lại mang, đó chẳng phải là làm phiền chăng? Con thật không hiểu. Vị A-la-hán đáp: trên đường đi, có lúc con phát tâm Bồ Tát, hồi tiểu hướng đại, cho nên hành lý phải đưa cho ta, người hành pháp A-la-hán mang. Đi được một đoạn đường, con lại hồi đại hướng tiểu, chẳng muốn tu Bồ Tát Đạo, mà muốn tu Pháp A-la-hán, cho nên hành lý phải đưa cho con mang. Hiện tại, con lại phát khởi tâm lớn, thì hành lý phải đưa cho ta mang. Vị đệ tử nghe xong, mới biết sư phụ của mình thật sự có lai lịch. Do đó, vị đệ tử phát tâm Đại Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo. Khi kết tập kinh điển, Tôn giả A Nan chưa chứng được tứ quả, chưa đắc được lậu tận thông. Lúc kết tập tạng kinh, mọi người tuyên bố rõ, chỉ có những người chứng được tứ quả A-la-hán mới có thể tham gia. Mà Tôn giả A Nan chỉ chứng được tam quả, cho nên mọi người chẳng cho Ngài A Nan vào. Ngài đứng ở ngoài cửa lo lắng vạn phần, nghĩ:
biết làm sao, hết thảy kinh điển của Phật nói, ta đều nhớ hết. Nhưng bây giờ, chỉ vì ta chưa chứng được tứ quả A-la-hán, nên không thể tham gia pháp hội kết tập tạng kinh. Làm thế nào bây giờ? Trong lúc cấp bách như thế, thì Ngài lập tức chứng được tứ quả A-la-hán. Do đó Ngài nói, hiện tại tôi đã chứng được tứ quả A-la-hán rồi, các ngài hãy mở cửa cho tôi vào đi. Các vị đại A-la-hán ở bên trong nói, nếu ông chứng được tứ quả, thì cần gì phải mở cửa để vào? Ông hãy vào lỗ ổ khóa cửa đi. Ngài A-nan nghe, nghĩ, đúng đó, hà tất phải mở cửa. Do đó, Ngài bèn vận dụng thần thông đi vào lỗ ổ khóa cửa. Cho nên, người chứng được quả A-la-hán ra vào không cần phải mở cửa. Nếu có người nói đã chứng quả, nhưng phải mở cửa mới có thể ra vào, thì biết người đó đại vọng ngữ, nói lời giả dối. Chứng được tứ quả A-la-hán mới có thể sạch hết các lậu, phiền não tức là lậu. Có 8 dạng 4.000 thứ phiền não, thì có 8 dạng 4.000 thứ lậu. Sinh ra phiền não tức là lậu đi xuống, gọi là hữu lậu, rớt lậu xuống cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Hết thảy tất cả mau bệnh, tâm dục niệm, ham luyến mỹ vị, tiếng hay, nhà tốt, xe cộ, vân vân, đều gọi là lậu. Những gì bạn ưa thích, ham muốn, hoặc buông bỏ chẳng được, đều gọi là lậu. Hết thảy tập khí ác, mau bệnh quái lạ, như thích hút thuốc, uống rượu, bài bạc, tìm người nữ, đó đều gọi là lậu. Người nữ thích tìm người nam cũng là lậu. Người nữ mỗi tháng đều có kinh nguyệt, cho nên người nữ càng nhiều lậu. Người nam chẳng buông bỏ được tâm dâm dục, đây gọi là lậu lớn nhất. Thân thể của chúng ta gọi là thân hữu lậu, mắt, tai, mũi, miệng, nơi đại tiểu tiện đều gọi là lậu. Nói rõ ra là trong tâm của bạn khởi vọng tưởng, giữ gìn chẳng được tinh khí thần của chính mình, đây gọi là lậu. Những thứ lậu này cũng giống như dưới đáy bình có lỗ hổng, có bao nhiêu nước trong bình đều rỉ ra hết bấy nhiêu. Làm được bao nhiêu công đức thì lậu ra hết bấy nhiêu. Lậu có quá nhiều, đếm cũng không đếm hết. Kỳ thật, chẳng phải chỉ có 8 dạng 4.000 thứ. Song bậc A-la-hán đã hết các lậu. Đã hết, chẳng phải nói là đã lậu hết, mà là đã hoàn toàn chẳng còn lậu nữa. Chẳng phải nói lậu ra hết thì gọi là hết, mà là vốn đã chẳng còn lậu nữa, vốn chẳng lậu nữa. Đây mới gọi là hết lậu. Cho nên mọi người xem kinh phải đặc biệt hiểu rõ ý nghĩa này. Lậu tận thông, tức là các lậu đã hết, phải chứng được tứ quả A-la-hán mới đắc được. Amida Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.